Anh Nam, cho em xem kiểm tra cái checklist các cái tài sản ở trong cái tòa nhà này xem như thế nào. Xem đỡ trên điện thoại nha. Ok. Có gì hôm mình sau tập chiến thấy chưa? Cái gì là ra cái đó ha. Ok. Ok, đây. Rồi, đây là cái checklist buồng phòng và các cái checklist để chúng ta có thể kiểm tra. Rồi, thế ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng đi kiểm tra toàn bộ các cái tài sản ở trong cái tòa nhà ở thành phố Thủ Đức này. Đây là một cái tòa nhà chúng ta vừa mới làm xong thì chúng ta kiểm tra trước để chuẩn bị cái việc là bàn giao cho quản lý của công ty để có thể quản lý vận hành cái tòa nhà này. Ok không? Ok, ok. Rồi, xin chào các anh chị em khán giả đang theo dõi kênh của Phạm Văn Nam và của Nguyễn Thế Nam. Hai anh em hôm nay đi kiểm tra, khảo sát, đánh giá lại các cái tài sản. Đây là một trong những cái quy trình quan trọng của cái việc là quản lý và vận hành tòa nhà cho thuê, một cái loại hình bất động sản dòng tiền mà hai anh em chúng tôi đang quản lý và đang vận hành cái tòa nhà này. Thì tài sản là yếu tố quan trọng nhất nên chúng ta cần phải biết kiểm tra, đánh giá để chúng ta có cách quản lý tốt nhất, chứ không thì thất thoát tài sản thì cũng là một trong những điều rất quan trọng và có thể dẫn tới chúng ta bị mất tiền, đúng không ạ? Rồi, xin mời các anh chị chúng ta cùng theo dõi hai anh em chúng tôi để đi vào xem và kiểm tra và cùng... mình đi thực tế luôn ha. Ok. Rồi. Thì tài sản thì có rất nhiều các loại tài sản, đúng không? Thì theo anh hôm nay chúng ta sẽ đi kiểm tra những cái loại tài sản nào và chúng ta cùng đánh giá những cái loại tài sản nào để có thể chia sẻ cho các anh chị em đang theo dõi các kênh của anh em mình và okay. Cũng nhân cái cơ hội này chúng ta cũng làm luôn để chúng ta kiểm tra. Anh okay. Em biết với những anh chị mà trên kênh này cũng biết ha. Okay. Với Nam thì khi mà xác định một tài sản bất động sản cho thuê thì xác định được hai loại tài sản cơ bản nhất, đó là tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Tài sản hữu hình là mình cứ đơn giản thôi, anh chị cứ nhìn thấy được là tài sản hữu hình. Ví dụ như rất là nhiều cái điều hòa, trang thiết bị nội thất, bàn ghế, tủ chén bát, đó là những tài sản hữu hình. Mình cần phải đưa vào trong cái checklist này để chuyển giao, bàn giao. Rồi, thì tài sản vô hình thì tiếp tục mình sẽ chia sẻ tài sản vô hình. Tài sản vô hình thì có rất nhiều những cái tài sản vô hình như là khách hàng, đúng không? Danh sách khách hàng là một tài sản vô hình, những mối quan hệ là tài sản vô hình, những cái checklist, những cái data, những cái danh sách khách hàng, đúng không? Là những cái tài sản vô hình chúng ta cần phải quản lý lại. Rồi. Danh sách những mối quan hệ trong cái việc quản lý. Thế thì ví dụ như ở trong cái tòa nhà này thì anh thử xem là ví dụ một cái tòa nhà như thế này thì chúng ta cần phải có những cái loại tài sản nào, anh có thể liệt kê một chút cho anh em nghe xem nào. Ví dụ như mình vẫn nhìn thấy rất rõ là ví dụ như là ở đây đúng không? Đây là các loại tài sản của mình đi. Ví dụ đây là cái gì? Đây là tủ locker. Tủ locker có một mô hình ký túc xá đây anh chị. Đi sang bên này. Tủ xá. Cái tủ locker này mỗi cư dân ở trong này là một cái tủ này. Mình cung cấp cho một cái tủ này để đựng những cái trang thiết bị. Đây là một cái tài sản gọi là tài sản hữu hình. Rồi ngoài ra là ví dụ như là tủ lạnh, ví dụ như là cái máy điều hòa, bơm, máy bơm. Đây là loại tài sản vô hình của mình đúng không? Đúng rồi. Hữu hình. Những bếp đây, sau vào bếp này thì là có rất nhiều các tài sản, đúng không? Ví dụ như là bàn ghế, bồn rửa bát. Trong cái bếp của anh em tôi còn có cả rất nhiều bếp, trong một bếp và có nhiều bếp nữa, bếp từ sử dụng công nghệ và an toàn trong phòng cháy chữa cháy, bàn ghế, rồi là bóng điện, đúng không? Đấy là các loại tài sản, máy lọc nước. Đấy. Thế thì ở đây đối với lại các tài sản hữu hình và tài sản vô hình thì anh em đều phải có các cái checklist. Đúng không? Đây là cái checklist anh chị em nhìn nhá. Đây là các cái checklist này. Đấy. Checklist này. Đấy, đúng không? Đấy. Cần phải có checklist như này và kiểm tra. Hay vừa mới em nói là đối với lại các tài sản này checklist thì mình phải theo các cái tiến độ và kiểm tra định kỳ. Thông thường thì chúng ta phải kiểm tra định kỳ bao nhiêu lâu một lần? Định kỳ thì đối với từ tài sản vô hình thì phân theo từng loại, ví dụ như là cái loại là máy giặt, điều hòa thì mình cứ 3 tháng mình kiểm tra và vệ sinh nó một lần. Hữu hình, đó là hữu hình là định kỳ. Định kỳ. Đó định kỳ. Còn ví dụ tài sản mà hữu hình nó nhẹ nhẹ hơn, ví dụ như là khâu vệ sinh chẳng hạn đi. Đó là mình phải liên tục kiểm tra hàng ngày. Những cái gì mà nó thực tế, ví dụ như nếu tới nồi ấm đun hay là những cái vật dụng mà hàng ngày thì mình phải kiểm tra hàng ngày. Theo em là đối với lại những cái tài sản nào mình cần phải kiểm tra hàng ngày thì mình kiểm tra hàng ngày. Ví dụ như là buổi sáng đến thì ban quản lý, đội quản lý tòa nhà cần phải kiểm tra được là
những cái vật dụng này nó có còn sử dụng tốt hay không, những cái vật dụng này nó có còn nguyên hay không, nó có bị hư hỏng gì hay không, đúng không? Còn đối với lại những cái tài sản mà như là nhà vệ sinh hay tất cả các thứ thì cũng cần phải kiểm tra hiện trạng, tình trạng sử dụng của nó, đúng không? Đúng rồi. Rồi. Còn cái quy trình thứ hai mà theo tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là sau khi mình kiểm tra cái checklist tài sản xong rồi ấy, thì chúng ta cũng cần phải là sao? Cần phải có cái quy trình để mà chuyển giao. Cái quy trình chuyển giao thì thông thường anh em mình có những cái quy trình chuyển giao như nào anh có thể chia sẻ cho mọi người được nghe không? Quy trình chuyển giao ví dụ như là một loạt cái quy trình mà liên quan tới cái hệ thống vận hành ở trong này. Ví dụ như quy trình check-in khách hàng, quy trình xử lý sự cố, quy trình vệ sinh, đó là như quy trình kiểm tra định kỳ, quy trình bảo dưỡng, bảo tu cái sản phẩm ở những cái tài sản hữu hình mình định kỳ. Đó là những cái quy trình mà mình cần phải rõ, càng rõ ra thì càng tốt, và càng rõ ra thì càng quản lý tài sản càng hiệu quả. Từ khóa là checklist chi tiết. Checklist chi tiết. Checklist chi tiết, đúng không? Thì thông qua những cái quy trình này mình xây quy trình lên rồi thì bắt đầu là mình phải đào tạo và nhân bản cái nhân sự của mình. Vâng. Thông thường thì anh em chúng tôi sẽ lên tất cả cái bộ quy trình này. Có rất nhiều những cái quy trình chi tiết các anh chị ạ. Ví dụ như là quy trình kiểm tra tài sản, quy trình đánh giá tài sản, quy trình để mà kiểm tra cái bộ phận vệ sinh. Ví dụ như em vừa nói là cần phải có các cái checklist vệ sinh giống như ở sân bay các anh chị ạ, giống như trong sân bay đấy. Là vào trong cái nhà vệ sinh hoặc ở trong một cái tòa nhà nó sẽ có cái checklist kiểm tra đối với mỗi một cái hoạt động đó phải kiểm tra và phải hoàn thành thì tích vào. Nếu như mà hoàn thành mà bộ phận kiểm tra chéo ấy hay bộ phận thanh tra đấy mà thấy được là nó chưa được như đúng cái mô tả thì sẽ phải làm lại hoặc là sẽ trừ vào KPI của cái bộ phận vệ sinh hay bộ phận kiểm tra tài sản, đúng không? Đúng rồi. Đấy. Thế đấy là rất là quan trọng. Thế thì cái quy trình đào tạo, quy trình chuyển giao của cái người cán bộ quản lý dành cho các nhân sự ở trong cái bộ phận của mình ấy là rất là quan trọng. Thì thông thường thì bên công ty chúng tôi thì sẽ cần phải có những cái buổi đào tạo training ngay từ ban đầu đối với nhân sự mới, và sau đó thì sẽ chuyển giao lại cho những nhân sự cũ, chuyển giao lại cho nhân sự mới. Đấy là cách làm chúng tôi, và quan trọng nhất cái giá trị mà của hệ thống kinh doanh của anh em chúng tôi đó chính là hệ thống quy trình. Ai cũng có thể làm được nhưng mà hệ thống quy trình và hệ thống chuyển giao quy trình vô cùng quan trọng, đúng không? Và từ khóa quan trọng đó chính là checklist. Rồi, cái thứ ba theo anh là cái gì quan trọng liên quan đến cái việc quản lý tài sản? Đó thì sau khi quản lý tài sản mình có quy trình rồi thì quan trọng nhất là một phần nữa đó là đào tạo con người. Làm sao làm mà nó nhanh nhất, nhân bản. Các cái quy trình đó họ sẽ nhìn vào, họ áp dụng được, họ làm được và có thể là bắt cúp được ngay. Ví dụ nhân sự này gãy thì nhân sự khác. Thông thường thì các cái chủ đầu tư khi mà tham gia vào vận hành cái tài sản bất động sản này thì họ bị vì con người nhiều. Bị con người. Chắc chắn nếu mà dính con người. Nếu mà không có những cái quy trình, không có những cái bài đào tạo bài đào tạo đó để nhân bản đó, thì không bắt cấp được, thì dẫn tới cái chuyện mà đau khổ. Đó là nỗi đau của rất là nhiều anh chị chủ đầu tư mà năm gặp ở ngoài thị trường. Đó, thì đây là cũng một cái video mà cực kỳ ý nghĩa khi mà anh chị em nhớ những cái từ khóa đó là đào tạo chuyển giao thông qua những cái checklist mình đã làm kỹ, làm rõ thì nhân sự mình đứa lớp 5 không cũng biết được. Đó, thì đó lúc đó mình mới thành công, lúc đó mình mới lại gọi là mới đi chơi được, mới có thời gian rảnh rỗi được. Dạ. Đối với em thì trong cái tài sản ấy thì của một doanh nghiệp ấy thì tài sản khách hàng là tài sản quan trọng, mà nó là tài sản vô hình, đúng không? Đúng rồi. Và chúng ta cần phải có một cái hệ thống quản lý khách hàng như là CRM hay là hệ thống chăm sóc khách hàng hoàn toàn tự động. Đây là một cái quy trình rất là quan trọng trong việc mà có thể giữ được khách hàng. Tôi sẽ có một số các video chia sẻ với các anh chị là làm thế nào để có thể lưu giữ được khách hàng, làm thế nào có thể níu chân khách hàng, làm thế nào có thể khiến cho khách hàng ở lại đối với các cái tòa nhà của mình và giới thiệu khách hàng cho chúng ta nữa ở trong các video tiếp theo. Còn ở trong cái video này thì tôi muốn nhấn mạnh một cái điều đó là khách hàng chính là tài sản của doanh nghiệp, khách hàng chính là tài sản của công ty chúng ta, nên chúng ta cần phải có cách để mà lưu trữ, để mà chăm sóc, để mà biến khách hàng trở thành người thân, biến khách hàng trở thành người có thể giúp cho chúng ta. Thế thì anh chị nhớ từ khóa đó chính là sử dụng công nghệ. Nếu như mà các anh chị không chăm sóc thì chắc chắn sẽ có người khác chăm sóc, nên chúng ta phải sử dụng công nghệ. Không thể nào mà chúng ta dùng cơm để chăm sóc khách hàng được, chúng ta cần phải sử dụng công nghệ, sử dụng các cái phần mềm, sử dụng các phương tiện để chúng ta hoàn toàn có thể dùng
automation tự động để có thể chăm sóc cho khách hàng. Tôi sẽ chia sẻ thêm rất nhiều những cái video nói về cái hệ thống chăm sóc khách hàng này ở trong các video tiếp theo. Anh chị lưu trữ bằng cách là bấm đăng ký vào cái kênh của chúng tôi để có thể là tìm hiểu thêm những cái video nói về cái quy trình chăm sóc khách hàng cũng như là quy trình giữ chân khách hàng trong thời gian tới đây. Thì đây là một cái video rất là quan trọng liên quan đến việc quản lý tài sản. Có rất nhiều các loại tài sản, trong đó hai tài sản quan trọng đó là tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Thì hy vọng rằng cái nội dung này nó có ích và có giá trị đối với các anh chị và giúp đỡ cho các anh chị trong việc mà quản lý vận hành cái tòa nhà và quản lý tài sản của các anh chị. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi lắng nghe. Đừng quên bấm nút đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ Phạm Văn Nam và Nguyễn Thế Nam. Cảm ơn các anh chị và hẹn gặp lại. Hẹn một chuỗi video tiếp theo sẽ được phát sóng. Anh chị sẽ tìm hiểu rõ và rất là rõ về cái mô hình bất động sản dòng tiền này anh chị nhé. Để cần gì thì inbox chúng tôi. Xin chào.